Từ mùa hè này, mảnh ruộng cằn này sẽ là sinh kế duy nhất của gia đình cô giáo Cúc. Không có thêm một chứng chỉ ngoại ngữ khác ngoài chuyên môn tiếng Anh đang giảng dạy, cô Cúc đã không đủ điều kiện để thi tuyển viên chức. Đêm tôi không ngủ được và đến bữa cơm chúng tôi cũng không ăn được vì rất là lo lắng. Không những bản thân mình mà còn các con mình không biết bấu víu vào đâu, và bây giờ chồng tôi đã chết. Không biết là tôi sẽ làm gì để tôi nuôi được ba đứa con ăn học. Và hiện giờ gần 20 năm và tôi vẫn không có nhà có cửa và mẹ con tôi vẫn phải ở nhờ bà ngoại. Trong số họ, người ít cũng công tác 10 năm, người nhiều gần 30 năm. Lương khởi điểm có người 150.000, người 160.000. Và rồi đi dạy chục năm thì họ vẫn là giáo viên hợp đồng ký năm 1 với mức lương 1.390.000 đồng một tháng. Mình không thể tưởng tượng nổi tại sao mình lại bám cái nghề, tâm huyết đến nghề, đến tận 2-3 năm đến bây giờ. Trong cái cuộc sống nó cứ cuốn hút theo công việc thôi. Mình yêu nghề, mình mến trẻ, mình quá say mê với nghề. Bao năm nay họ vin vào niềm tin ấy mà yêu nghề, mà gắn bó. Chỉ đến tình thế này họ mới giật mình khi phía sau 2.700 hợp đồng là 2.700 số phận, 2.700 gia đình. Chỗ thiếu vẫn thiếu, mà huyện vẫn bảo là thiếu. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn không được vào biên chế, mà vẫn để cho chúng tôi hợp đồng được 20 mấy năm này. Gia đình tôi cứ khi mà gặp tôi đâu, câu đầu tiên hỏi là: thế mày đã vào biên chế chưa? Sao mà lâu thế? 20 năm rồi mà tại sao vẫn hợp đồng? Tôi cũng không biết trả lời như thế nào là vì sao đó. Giáo viên thì không thể lý giải cho căn nguyên tình trạng công việc của mình. Còn các cơ quan chức năng của Hà Nội thì cho rằng sự tồn đọng này có tính lịch sử. Bên lề kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã trao đổi với báo chí về hướng giải quyết. Cũng có thể chúng tôi sẽ đề ra những cái phương án vừa xét tuyển vừa thi tuyển. Đấy, để làm sao mà đảm bảo đưa được những cái giáo viên đang có kinh nghiệm, đã có trách nhiệm, đã làm tốt để đảm bảo cái cuộc sống, đảm bảo cái công việc của họ ổn định. Được lời như cởi tấm lòng, thế nhưng hơn một tháng qua vẫn chưa có một tin vui nào cho giáo viên hợp đồng Hà Nội. Trông chờ mãi những cái chỉ đạo, những cái được chăm lo từ ngành, từ các cấp đấy, thất vọng quá vì chẳng có câu trả lời gì cả. Mình cảm thấy là mình đã bị bỏ rơi bởi ngành giáo dục, bởi các cấp lãnh đạo. Khi nói xong mà lại không có cái kết quả gì, nếu mà chưa thực hiện được mà cũng như chúng tôi không được nghe được thì chúng tôi nói với học sinh của chúng tôi đó là lời nói thì gió bay. Hoa phượng vẫn rực đỏ nhắc nhớ hè về. Ý niệm mùa hè, mùa thi, mùa chia ly giờ đây lại càng trở thành nỗi ám ảnh của hàng ngàn giáo viên hợp đồng Hà Nội khi năm học này đang dần khép lại.